em có đi với người thân không em? Dạ có ạ, em đi với bạn đồng nghiệp của em, với bạn thân của em ạ. Rồi. Em chào anh Quyền Linh với lại chị Cát Tường, với lại dạ, chào anh bạn ở trên này. Chào em. Dạ. Tình hình sao em? Tình hình. Nãy giờ mọi người dưới đây thì có vẻ là rất là thích nói chuyện với anh chàng này, không biết là đang có thích hay không. Nhưng mà bản thân Thảo thì rất là thích. Đúng. Có vẻ là phù hợp đấy. Và họ cảm giác là anh chàng này rất là lễ độ. Và cái cách mà giao tiếp vân vân mọi thứ thì mình rất là, nói chung rất là được. Cảm ơn em. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và tất cả các anh chị trong khán phòng ạ. Nếu là một người chị để xem em cho mình thì em nghĩ là khá là ổn. Âm thanh, tất cả mọi thứ rõ nét mà thích hợp cho radio ạ. Thôi. Hồi nãy không biết anh chàng này có đi cửa sau rồi gì trước với mấy chị này không, mà sao khen dữ vậy ta? Dạ cái này là người ta có nét rồi đó chị. Nói là dạ. Thôi cưng, bên đây người ta thích ít nói đó cưng. Ta khen mình cảm ơn được rồi bé. Bạn trai ơi em đi với dạ, ai em? Dạ hôm nay em đi với mẹ em ạ. Ồ, thôi gặp mẹ. Mẹ em ngồi đằng đó. Rồi chào bác. Chào chú Quyền Linh với cô Cát Tường. Dạ. Tôi là mẹ của Thiệu. Dạ. Là cô nhận xét bạn gái bên này như thế nào cô? Thấy cháu đây thì được, đẹp gái, tôi thấy cũng xứng rồi đó. Chào cô ạ. À. Anh Thiệu có thương cô không ạ? Có, Thiệu rất là có hiếu. Học xong ra trường là làm mấy năm rồi mua nhà cho mẹ ở đó. Dạ. Thì là được rồi đó, chúng ta kéo màn lên. Quay qua đi. Không quay qua mà còn khép dạ, nép không? Từ từ. Sao khép nép quá vậy em Thiệu? Em gửi anh món quà. Dạ dạ. Đây là cái sổ ước mơ. Em nghĩ là ai cũng có mục tiêu và cái ước mơ. Anh hãy viết ra đó và chúc nó thành hiện thực ạ. Dạ, cảm ơn em, thật xong với ta. Em cũng đây là món quà nhỏ. Em thục thò thục thò vậy. Dạ. Xin tặng em. Hy vọng là khi mà em nhìn thấy chú gấu này thì em sẽ nhớ tới anh. Cảm ơn anh ạ. Còn một món quà tinh thần nữa thì anh sẽ có đàn ở đây, anh sẽ hát tặng cho em một bài. Ừ, vậy quá tuyệt vời ạ. Xin mời quý vị khán giả với lại anh Quyền Linh cái từ cùng lắng nghe. Người yêu ơi, yêu thì có gì sai? Đâu có sai đâu, không là anh thì ai? Để anh đưa em về là tình yêu mãi mê, mặc kệ người ta cứ chê, bởi vì tình yêu là thế. Làm người yêu anh nhé baby, làm người yêu anh nhé baby. Còn khúc sau nữa. Làm người yêu anh nhé baby, rồi làm vợ anh nhé baby. Ý em sao? Ý em sao? Dạ. Rồi, áo MC. Cảm nhận gì với người đối diện? Em cảm thấy anh rất là đặc biệt, tâm lý, chu đáo. Anh còn hát hay nữa. Mà em thì ai mà hát hay thì dễ đốn tim em lắm. Anh có thể hỏi em là khi mà em một mình, em không có người bạn nào đi với em á, thì em thường hay làm gì? Em thích đi đây đi đó hoặc là thích đi du lịch. Em có thích khám phá những quán cà phê mới không? Ừ. Có những nét độc đáo trong cách trang trí của quán đó, anh rất thích cái đó. Đúng rồi, em thích từ chất á. Vậy anh có chất không? Anh rất là chất và có cả lượng nữa. Cái này là khoe nè. Bây giờ mình đoán đi, 18 cộng bao nhiêu bạn? Cứ để em mãi mãi tuổi 18 thôi. Mình không nên đoán. Wow. Khôn. Hai con người này, hai con người rất là cá tính. Anh... Vấn đề còn lại là ai sẽ nhường nhịn ai đấy? Em thì sẽ nhường nhịn bạn gái của mình. Bạn nếu gái thôi hả anh? Bạn gái, người yêu và sau này là vợ. Ông này ông khôn lắm. Đối với đàn ông á thì... người ta nói là tứ đổ tường á. Thì anh đã không có những cái kia rồi thì còn cái còn lại á. Thì anh có không? Binh pháp người ta nói là không chơi là tất thắng. Vì vậy những thứ đó là anh không anh chơi. Thì khi mà nghe những cái quan điểm của anh nói thì em cảm thấy là sâu sắc, thông minh. Và em thích cái điều đó.
chúng ta hãy kiểm tra lại trái tim của mình. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định điều đó. 3, 2, 1. Hết thời gian. Nào, rất hiện đại. Hai bạn rất là thông minh để dễ nhận ra nhau. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng. Những cái không gian lãng mạn dành cho các bạn để hiểu kỹ hơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Cảm ơn chị. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Bạn cần cái viên uống đó lắm á, cho nó sáng da chút xíu. Nào, con bạn gái với buổi gặp mặt đầu tiên, những người rất là hiện đại, thanh niên hiện đại. Nào, mời bạn. Nắm chặt nha, đừng buông đấy. Không đó, không đó. Dạ.